Rất vui được gặp lại các con trong chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Nguyễn Ngọc Mai Phương. Cô sẽ đồng hành cùng các con trong môn toán lớp 1 với bài so sánh các số bằng, lớn hơn, bé hơn. Tiết học này các con sẽ nhận biết được mối quan hệ bằng nhau, lớn hơn, bé hơn là như thế nào và các con sẽ biết so sánh sắp thứ tự các số. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài học với nội dung thứ nhất, mối quan hệ bằng nhau, lớn hơn, bé hơn. Cô mời các con quan sát lên màn hình. Các con cho cô biết, trên đây cô có mấy bông hoa? À, trên đây cô có 1, 2, 3 bông hoa. Các con quan sát tiếp nhé. Có mấy con ong bay tới vậy các con? À, có 3 con ong bay tới. Các con quan sát tiếp điều gì xảy ra nhé. À, các con thấy điều gì xảy ra không? À, 3 chú ong của chúng ta đều tìm được cho mình 3 bông hoa để hút mật. Vậy, cô nói số ong bằng số hoa. Các con quan sát nhé. Có 3 bông hoa, có 3 chú ong. Vậy số ong bằng số hoa. 3 bằng 3. Cô lặp lại. Có 3 bông hoa, có 3 chú ong. Số ong bằng số hoa. 3 bằng 3. Cô mời các con lặp lại 3 bằng 3. Tiếp tục, cô mời các con quan sát. Trên đây cô vẫn có 3 bông hoa. Các con quan sát xem có mấy chú ong bay tới nhé. Có mấy chú ong vậy các con? À, có 4 chú ong bay tới. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi chỉ có 3 bông hoa mà có tới 4 chú ong? Các con hãy quan sát lên đây nhé. À, các con thấy không? 3 chú ong này đã tìm được 3 bông hoa để hút mật và dư ra 1 chú ong. Từ đấy cô nói số ong nhiều hơn số hoa nên 4 lớn hơn 3. Cô lặp lại. Số ong nhiều hơn số hoa nên 4 lớn hơn 3. Hoặc cô có thể nói ngược lại. Số hoa không đủ cho số ong hút mật nên 3 bé hơn 4. Cô lặp lại 3 bé hơn 4. Qua tìm hiểu hai tình huống thì cô mời các con lặp lại 3 bằng 3. 3 bé hơn 4. 4 lớn hơn 3. Như vậy, qua việc quan sát số ong và số hoa, các con đã nhận biết được mối quan hệ bằng nhau, lớn hơn và bé hơn. Số ong bằng số hoa, 3 bằng 3. Số ong nhiều hơn số hoa, 4 lớn hơn 3. Số hoa ít hơn số ong nên 3 bé hơn 4.